vải đầu tiên của gia đình đây. Thì tham khảo giá xem như nào. Ơi, chị ạ. Thục thông cái gì, cái vải của mày hơn thục đồng. Quái thật, bao nhiêu hả? Của chú này là 5.000 nhá. Bán thật không? Bán bao nhiêu tiền? Đừng được bao gạo nữa. Chào tất cả các bạn, bây giờ mình đang đứng ở cạnh cái chùm vải nhà mình đây. Hôm nay thì gia đình mình hái vải các bạn. Mình hái trực tiếp những cái chùm vải này. Đây. Rất là sai quả luôn. Rất là sai quả các bạn. Đấy. Hái thì ngày mai mình sẽ mang đi bán các bạn. Đây những cái cây này. Cảm giác thì nó gãy cành luôn các bạn. Nó xòe ra như này. Đấy. Rất là sai quả. Đây. Cái cây này sau này cũng vậy này. Đấy, gốc này nó sai như này cơ mà. Bên này cũng sai các bạn. Đấy. Ngày mai thì mình sẽ đi bán vải sớm. Những cái vải này của mình, nhà mình thì nó hết sức là sạch này. Của mình đã nhà mình đã phun khoảng hơn 20 ngày trước rồi. Đấy. Ăn thoải mái luôn. Chín đỏ luôn. Mình mới đi ngày đi rừng vài hôm về mà nó đã chín hết rồi các bạn. Hôm trước mình quay là nó cũng chưa được chín lắm đâu. Nắng là nó chín rất là nhanh nè. Gia đình mình đang thu hoạch vải đây các bạn. Đấy. Khúc này cũng rất là sai này. Khúc này thì nó cao bằng đầu mình nhá. Con này được 3 tuổi mẹ nhỉ? 3 năm. Năm ngoái bói quả mà năm nay ra nhiều quả này. Hay đỏ chín rồi. Chín nó mỏng hết rồi mẹ. Bán được cứ bán được. Vâng. Ngày mai con mang đi ra chợ bán xem tình hình giá cả và cái thị trường nó như nào. Thì bây giờ gia đình mình sẽ cắt như này xong rồi mang về nhà mới vặt lá vì là tối là không kịp nữa. Mới làm thế để cho nó tươi ấy. Đấy, sáng mai sẽ đi chợ sớm. Đây này, rất là sai nhìn hẳn như này. Một cây như này được khoảng 30 cân không mẹ nhỉ? Cây sai này. 3-40 cân ấy nhỉ? 30 cân, 20 vâng. cân. Theo như giá mỗi năm thì 30 cân thì được khoảng 3 là 9 cân mỗi năm ấy. 1 triệu phải được cần hơn 1 tạ thóc nhưng mà năm nay không biết được bao nhiêu. toàn 40-50-60 nghìn thôi nhưng năm nay thì chưa biết như nào, ngày mai mình sẽ mang ra chợ sớm. Đầy vải đẹp như này mà. Đấy. Đẹp như này. Wow, chùm này chín hết rồi các bạn. Vải cục này luôn. Ăn vải no là tối về ăn cơm. Bây giờ gia đình mình cả nhà đang vặt vải các bạn ạ. Đấy lúc buổi chiều thì hái tranh thủ hái như từ ngoài cây ấy. Đấy vặt như này về đây. Đấy rất là nhiều lá, bây giờ sẽ chọn lá ra này. Và cái túm thành túm vải. Đây một cái túm vải như này. Cái túm này thì tầm 3-4 kg. Đấy ngày mai thì mình sẽ mang đi bán. Đây 2, 4, 6. Với túm chuyến mai chắc phải được tạ không mẹ? Không được đâu. Hôm nay mới hái có 4 gốc không nhỉ? Không, còn bé bé ấy. Còn 100 cân không được 1 tạ đâu. Làm một chuyến đi xem. Đây, năm nay có mỗi ít rồi nhỉ. Gia đình mà nhiều thì yên. Gặp một quán rồi đi đâu bác quán. Anh xuống ăn châu khảo giá vải. Khảo giá. Bây giờ đang là buổi sáng này. Nhà mình đang sắp xếp cái này. Vải vào trong sọt này. Cái này tất cả bao nhiêu túm mẹ nhỉ? 95 cân. 30 túm. 30 túm à? 95 cân thì bí được 8 mấy cân đúng không? 95 cân à? Trừ bì đi mà con tính chắc 85 cân là tốt lắm. Ý. 85 cân nó trừ bì cho nó còn trừ cả. Đây này. Trừ 5 cân một tạ.
Trên vải đẹp quá mẹ. Trên vải đầu tiên của gia đình đây. Thì tham khảo giá xem như nào. Ô, quả này hỏng nứt rồi. Hôm nay thử đi bán một chuyến vải đầu tiên của gia đình xem. Đây những vải nhà mình đây. Nhìn rất là đẹp nhưng mà ra ngoài thì so với mọi người thì ở mức trung bình thôi. Ta thử đi xem. Đi một cái quãng đường khoảng hơn chục cây nữa mới đến cái chỗ bán các bạn ạ. Đây. Người ta đã đi bán về kìa. Đây là người ta đã đi bán về đây cái thổ phộng các bạn. Bắt đầu đến cái điểm cân vải của người ta đây. Vải anh ơi. Đang vui nhỉ. Đây vải anh Hà không? Vải này bao nhiêu chị ơi? Chị rẻ em ạ. Bao nhiêu? 8.000. 8.000 vải này á? Ôi, rẻ thế. Chị đi mua, chị còn đi bán được 10.000. Là chị bán được 2 tháng chẳng hạn như thế. 8.000 rẻ quá nhỉ. Rẻ quá. Em lên trên. Mua bọn chị đi bán thì bán được 10.000. Em lên trên kia xem. 100 châu. Vâng. Em đang vui nhỉ. Nay có vẻ nhiều người mua. Lô đen, chứ không phải là má sáng. Má sáng nó được giá thì 10 đồng hay nhỉ? Ừ, 10 đồng. Được không? Em biết phiếu. Mới làm xuống dưới thì. Hả? Không hơn được nữa. Anh nhìn cái hàng của anh thì mình cái hàng có nhiều loại lắm. À, thế em cân cao đến 15 cơ mà. Được thì em cân cho. Thôi rồi, em đi đây. Đây là thêm một điểm cân vải nữa các bạn ạ. Hôm nay thì mình thấy rất là nhiều người cân vải. Và cái lượng vải chỉ có một chút thôi. Mà đi còn lanh chim cái này nữa thì. Đó. Bao nhiêu rồi? Cháu dai rồi. Mấy đồng bao rồi? Này á? Vâng. 7 đồng. Ui, 7.000 đồng này á. Đồng không bán đâu, người ta chả trùng đồng rồi. Thế thì lại là chỗ nào được giá mình bán. Hay. Hơn trùng đồng anh. 10.000. Thêm 10.000 nữa. Vâng. Đây chỉ mua 10.000. 10.000 vải này à. Em xuống một chút đây. Ôi, xì à, xì à. Ui, nhiều người mua vải đấy. À, cái nhà bao nhiêu để bán em? Hả? Hơn chục đồng cái gì? Bao nhiêu? Cái vải của mày hơn chục đồng. Quay thật lại còn hơn chục đồng. Ôi, người ta vừa trả 10, 11 đồng này. À, đây nó xấu. 8.000 mang đây chỉ cân nhá. Đây, 8.000. 8.000 chỉ 8.000 đó. Thế bao nhiêu bán? Đúng 8.000 nhá. 8.000 mang xe cho chị. Hôm nay vải được giá các bác nhá. 10.000 nó đẹp. 8.000 chị nói cho. 10.000 nó đẹp. Đây đây 10.000 nó đây. Phải trả cao cao. Đây là 5.000 nhá. Của chú này là 5.000 nhá. 8.000 mang. Vải kia 11 chị giá em vải bao nhiêu chị? Vải này em bán bao nhiêu? 11. Hả? 11. Cũng 11 đấy. Bán thật không? 11 rồi mà. Hả? 11 thật. À đây. Bán 11 đây. Thảo vải cao.
Là chú à? Ừ. Là chú nhiều vải anh chú? Không mấy đâu. Vài tấn à? Ừ, vải đẹp đấy nhỉ? Là cháu không phun nhiều nên là nó rụng hết, rụng nhiều lắm. Đang đợi mọi người cân đến lượt này. Vải chú bao nhiêu? 11 loài. 11.000 à? Nhà chú nhiều không nhỉ? Hả? Nhà chú có nhiều á? Ồ, đi thù, chắc được 1 tấn rồi. À. Nhà chú nhiều lắm. Đây là cái sọt không các bạn ạ. À. Mình đang đi bán vải về đây. Trời về đã nắng to rồi. Bán bao nhiêu tiền? Bán quả. Hả? Này mẹ phải trừ hết chỗ này mẹ. Tiếp mua cái gì nhiều thế? Đợi con mua một cái ghế to này. Cái ghế bao nhiêu tiền? Cái ghế đấy là con mua 201 đấy. Người ta bảo là cái ghế ghế gì hàng công ty gì ấy, 201. Cái can này. Can nữa. Can này 70. Nhà đây rau gì rau lắm thế. Rau chợ này. Rau chợ nhà mình đầy. Cứu chợ rau. Nhà mình hàng bao giờ. Giải cứu rau này này. Bốn mớ rau có 10.000 thôi. Cái này là cái gì? Lòng lợn. Lòng lợn. Thế bảo bố thích ăn lòng lợn, con mua hẳn 1 cân lòng lợn này. Là hai bìa đậu. Cái này. À. Đây này. Hết cái bóng điện không? Này. Bóng điện đắt nhỉ, hơn 100.000 cái bóng này. Hơn 100.000 á. Mấy cái bao để đựng vải nữa, đựng vải khô. Nào chắc phải mua nhiều, hôm nay mua ít mấy cái thôi. Thế hết rồi, khô vải. Bán được bao nhiêu một cân? Bán 11.000 cân mẹ. 11.000 cân á. Phải được giá đấy. Đây tiền này mẹ. Đâu. 11.000 cân mà mình sao thế sao còn mỗi bằng này không? Hơn 300 mấy gì nữa. Thế thôi. Đấy còn chưa biết ăn sáng đấy. Còn 380.000. À bao nhiêu nhỉ? 75 cân mẹ nhỉ? À đâu, 95 cân. 95 cân. Nhưng mà xong cân xong rồi còn 90 cân thôi. Trừ 5 cân. Trừ được bao gạo nữa. Lại rồi. Nhưng người ta trừ cái bì 9 cân đi. Trừ cái bì 9 cân thì bì cứ 7 cân đấy mà. 7 cân còn mấy quả trong này. Nhưng mà xong rồi người ta lại đổ hết quả. Ừ. Xong lại bốc vác xin bảo xin mấy đồng mua nước. Uống người con đưa cho 10.000. Lại còn 90. Thì người ta xin thế cái chỗ này đừng ăn nhiều quả đi. Ăn nửa bao gạo. Này. Đấy, quả nhà quê cứ ăn thật húng cái này đâu. Không ăn theo đĩa đâu. Cái này vải nhà mình giờ phải sạch cái nhỉ. Xoài này. Dứa này. Mời cả nhà ăn quả.